sống khỏe với sự cường tráng và năng động. Sống vui sẽ mang lại niềm hưng phấn và sự trẻ trung, nâng cao tuổi thọ với đầy đủ dưỡng chất cho một sức khỏe ổn định. Trung tâm Khỏe Đẹp Vui sẽ là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của bạn qua các loại sản phẩm thuốc bổ khoa học được nghiên cứu và bào chế tại Mỹ, với những tinh chất được chiết xuất hoàn toàn bằng chất liệu thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao của các loại thảo mộc và trái cây có chứa nhiều hàm lượng vitamin và các khoáng chất cần thiết. Sẽ bổ sung vi chất dinh dưỡng vào từng tế bào trong cơ thể, giúp phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, thuốc bổ còn giúp tẩy sạch độc tố lâu ngày trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, làm chậm lão hóa, duy trì nét thanh xuân, thanh lọc bộ máy tuần hoàn, giúp ăn ngon và ngủ tròn giấc, ổn định nhiều chứng bệnh kinh niên. Vì thế, thuốc bổ khoa học sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Trung tâm Khỏe Đẹp Vui. Kính thưa quý vị, chương trình Khỏe Đẹp Vui với Thái Hà và Dược sĩ Thư Thảo. Xin kính chào quý vị. Trở lại câu chuyện về sức khỏe, thì thể theo lời yêu cầu của rất là nhiều quý vị, quý khách gọi vào, thì hôm nay Thái Hà xin Dược sĩ Thu Thảo chúng ta bàn lại về chuyện gan. Tại vì người Việt của chúng ta thì Thái Hà thấy sao, hình như ai cũng yếu gan, và không đó thì đa số những người làm về những ngành nail, ngành tóc, những cái ngành mà có hóa chất nhiều thì đa số đều gọi vào và đều quan tâm về vấn đề gan hết. Vâng, thành ra hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gan. Thì Dược sĩ Thu Thảo có thể nói sơ qua, và đặc biệt là cái quan trọng nhất đó là mình đã giới thiệu những cái loại thuốc về gan, nhưng mà lần này mình có những cái thuốc mới để cho hiệu quả hơn, thì xin mời Dược sĩ Thu Thảo. Dạ được, thì phải nói rằng là nguồn gốc của cái bệnh gan từ đâu, và tại sao mà người Việt Nam của chúng ta lại bệnh lại mắc phải cái bệnh viêm gan hoặc là gan yếu vân vân, thì phải nói rằng là cái bệnh gan theo thống kê thì rằng là người Á Châu là bệnh viêm gan cao nhất. Thì lý do thì một trong những cái nguyên nhân thì Thu Thảo biết được á, rằng là từ lúc mà mẹ đẻ thì mình đã bị là carrier, là cái con vi khuẩn nó ngủ ở trong cái gan của mình. Rồi nếu mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó yếu thì lúc đó cái con vi khuẩn nó sẽ hoành hành và nó sẽ thức dậy để mà nó hoành hành tới cái gan của mình. Rồi đồng thời là do lo âu, stress, rồi cái công việc của mình là mình hít vô những cái độc tố, những cái chemical, rồi lâu ngày thì với cái lá gan của mình đó quý vị, thì nó làm việc là nó lọc đi những cái vi khuẩn, những cái độc tố trong cơ thể của mình mỗi một ngày, mỗi một giờ, cũng giống như tương tự giống như cái quả tim của mình mà nó phải làm việc, nó rất là quan trọng. Do đó nếu mà phải nói tới rằng là trong một trong hai bộ phận mà quan trọng nhất là quả tim rồi tới cái gan của là mình gan. Thì phải nói rằng là có rất là nhiều người thắc mắc là tại sao phái nam mà người Á Châu thì lại bệnh viêm gan nhiều, là một trong những nguyên do là vì uống rượu nhiều khi mà ở bên Việt Nam, hoặc đúng là hút thuốc vân vân. Thì đó là những cái yếu tố mà gây tới cái bệnh viêm gan. Thì viêm gan A thì có thể phòng ngừa được chích vaccine, còn viêm gan B và viêm gan C thì những người mà làm trong bệnh viện thì cũng có thể chích vaccine viêm gan B để mà phòng ngừa. Nhưng mà với cái con vi khuẩn của viêm gan B và C thì chưa có thuốc tây nào để mà có thể chữa trị được. Nhưng mà khi mà đã bị cái con vi khuẩn nó hoành hành trong cơ thể của mình, trong cái lá gan của mình, thì lúc đó mình chỉ có hy vọng rằng là với cái thuốc tây mình uống để mà những cái con vi khuẩn đó nó không có trưởng thành với một cái số lượng quá nhiều, không có tiếp tục nó sinh sản nữa. Tuy nhiên Thái Hà nghe nói có rất nhiều đó là Thu Thảo chị nghe nói là cái thuốc tây nó rất hại, phải không? Và có nhiều người uống và họ mệt lắm, họ rất là mệt. Cái phản ứng của cái thuốc tây mà cho chữa trị cái viêm gan thì rất là phản ứng của nó rất là nhiều side effect đó quý vị. Tức là phản ứng phụ thuộc đó. Và do đó thì cơ thể của họ yếu đi. Thì khi mà cơ thể của mình yếu đi thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó không có được làm việc tốt. Để sao? Tại vì trong cơ thể của mình nó có thể chống trải lại được rất là nhiều bệnh. Giống như là cơ thể của mình là một cái kho tàng
thuốc nếu mà mình có một cái sức khỏe tốt, nếu mà mình có một cái hệ thống miễn nhiễm khỏe mạnh thì lúc đó mình có thể chống chọi lại được những con vi khuẩn, những con vi trùng, những con bacteria, luôn cả bệnh ung thư mình cũng có thể chống chọi lại và có thể ngăn ngừa được những cái bệnh đó. Tức là mình tự chữa trị thì Thu Thảo có nhớ là những chương trình trước thì mình nói rằng mình dùng đa số mọi người quen với dược thảo kỳ diệu. Nhưng bây giờ là Thu Thảo sau khi làm việc với công ty Shackley và gặp rất là nhiều các bác sĩ thì Thu Thảo cảm thấy là mình có những cái loại thuốc khác nó mới hơn, phải không Thu Thảo? Và nó mạnh hơn và hiệu quả hơn để mình giúp cho vấn đề cái gan tươi và khỏe hơn hơn là những cái loại thuốc cũ. Thì phải nói rằng là Thu Thảo muốn với những cái dược thảo mình đi theo mỗi cái bệnh thì phải nói rằng là trên cái hệ thống miễn nhiễm thì công ty Shackley có một cái phát minh, phải nói rằng là cái chai dược thảo Nutrifuron là do một ông bác sĩ người Nhật ở bên Mỹ, gọi là immunologist, là chuyên về hệ thống miễn nhiễm, allergy vân vân, thì ông ta đã phát minh ra được cái chai Nutrifuron này với những cái dược thảo trong đó để mà sao để giúp cho build up cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Và nhất là trong cái mùa đông này thì thường thường khi mà trở trời thì hệ thống miễn nhiễm của mình nó sẽ bị xuống thấp hoặc là bị down, và nhất là những người lớn tuổi thì dễ là bị vô bệnh viện, giống như là bị pneumonia vân vân. Rồi do đó mình phải chích ngừa để mà phòng ngừa những con vi khuẩn trong cái mùa đông giá lạnh. Thì phải nói rằng là từ tháng 9 cho tới tháng 2, đó là những cái tháng mà hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị xuống thấp với cái thay đổi thời tiết. Thì trong tất cả các dược thảo thì Thu Thảo cảm thấy rằng là công ty Shackley chỉ có một cái chai mà độc nhất vô nhị, nó gọi là Nutrifuron, để mà giúp build up cái hệ thống miễn nhiễm của mình cho nó thật là khỏe mạnh. Hoặc là những ai mà bị bệnh allergy, bệnh dị ứng, hoặc là bị bệnh suyễn, asthma, thì với cái chai Nutrifuron này nó sẽ giúp cho quý vị có một cái hệ thống miễn nhiễm thật là mạnh mẽ hơn. Thì những quý vị đó có thể uống trường kỳ. Còn với những người khỏe mạnh thì mình có thể uống từ 6 tháng 1 năm để mà build up cái hệ thống miễn nhiễm, hoặc là uống trong cái vòng những cái tháng mà hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị down. Vâng, Thu Thảo xin nói thêm, tức là đối với cái bệnh gan này để chúng ta bàn, kính thưa quý vị, mình thấy cái nguyên nhân chính đó là khi mà các vi khuẩn nó tiếp tục nó sinh sản, nó develop nhanh là tại vì cái miễn nhiễm mình thấp. Thành ra bây giờ trong cái bộ gan của chúng tôi đó thì dược sĩ Thu Thảo đặc biệt giới thiệu thêm cái Nutrifuron mình dùng kèm vào, phải không Thu Thảo? Dạ đúng. Rồi trên cái chai gan của công ty Shackley thì Thu Thảo thấy được rằng là những cái thành phần nó quan trọng mà nó giúp cho cái lá gan của mình, cũng là nó có Miltisto là bông hoa cúc, rồi nó có Turmeric là nghệ Ấn Độ, rồi đồng thời là nó có nấm linh chi, Reishi Mushroom, vân vân. Và với cái formula độc quyền của công ty Shackley thì nó sẽ giúp lọc cái lá gan của mình được khỏe hơn, được tốt hơn và được làm việc được mạnh mẽ hơn. Do đó với cái chai Nutrifuron Vitalizer và cái chai Liver DTX thì quý vị sẽ thấy được rằng là quý vị có một cái lá gan mạnh khỏe hơn, tốt hơn để mà làm việc, để mà thải đi được những cái độc tố hoặc là trừ khử những con vi khuẩn mà nó xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Vâng, có rất nhiều người thắc mắc gọi rằng là tôi không đi bác sĩ nhưng tôi có cảm tưởng như gan tôi yếu. Thì theo như kinh nghiệm là bán cho quá nhiều khách, mấy ngàn khách rồi, thì Thang Hà thấy đa số những triệu chứng không biết thực sự Thu Thảo nghe rồi có cần bổ túc, tức là cái gan đó là coi như là cái da mặt của họ nè, rồi họ không có nhuận trường, rồi nám tàn nhang, rồi mụn, rồi dầu, đúng không Thu Thảo? Dạ đúng. Thì nếu những người có triệu chứng đó thì mình khuyên là với cái dược thảo mà giúp cho cái gan của mình thì Liver DTX, rồi Vivix là thuốc bổ nho để mà lọc gan, lọc máu huyết trong cơ thể của mình. Rồi với cái Vitalizer thì quý vị sẽ có được một cái sức khỏe tốt hơn và mạnh khỏe hơn. Thì phải nói rằng là trên cái chương trình mà nói về gan thì để những lần sau Thu Thảo sẽ mời những vị bác sĩ mà chuyên về gan để mà chia sẻ và giúp cho quý vị hiểu rõ về cái bệnh gan hơn.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa thì Thái Hà nghĩ rằng là những cái thông tin phần tư vấn về gan thì còn rất nhiều, nhưng mà ở đây hôm nay với thời gian hạn hẹp thì dược sĩ Thu Thảo chỉ có thể nói sơ qua và ôn lại những cái gì chúng ta đã biết và nhắc nhở lại cho quý vị. Thành ra quý vị không cần phải bị viêm gan B hay là C mà quý vị mới bắt đầu uống thuốc. Thái Hà nghĩ rằng chúng ta nên luôn luôn bảo vệ lá gan của chúng ta, và Thái Hà tin rằng với những cái thuốc mà bộ thuốc mà về lọc gan lọc thận của chúng tôi giới thiệu đến quý vị, tháng đầu là quý vị đã thấy kết quả rồi, nếu không muốn nói là từ 2 tuần đến tháng đầu, thành ra chắc chắn quý vị dùng, quý vị sẽ thấy những cái sự thay đổi trong cơ thể rất là nhanh. Vâng, và nếu quý vị mua đặc biệt 3 tháng thì công ty sẽ có quà tặng đặc biệt cho quý vị. Thế Hà nghĩ rằng xin để dành thêm những cái chi tiết khác về gan, về miễn nhiễm trong một chương trình sau, dược sĩ Thu Thảo sẽ tiếp tục trình bày đến quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, dược sĩ Thái Hà và dược sĩ Thu Thảo xin mến chào quý vị và xin chúc quý vị trong những lần talk show kỳ sau, và hy vọng luôn luôn mong mỏi chúc cho mọi người có một cái sức khỏe tốt và sống an lành bên người thân của mình. Sống khỏe với sự cường tráng và năng động. Sống vui sẽ mang lại niềm hưng phấn và sự trẻ trung, nâng cao tuổi thọ với đầy đủ dưỡng chất cho một sức khỏe ổn định. Trung tâm Khỏe Đẹp Vui sẽ là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của bạn qua các loại sản phẩm thuốc bổ khoa học được nghiên cứu và bào chế tại Mỹ, với những tinh chất được chiết xuất hoàn toàn bằng chất liệu thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao của các loại thảo mộc và trái cây có chứa nhiều hàm lượng vitamin và các khoáng chất cần thiết. Sẽ bổ sung vi chất dinh dưỡng vào từng tế bào trong cơ thể, giúp phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, thuốc bổ còn giúp tẩy sạch độc tố lâu ngày trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, làm chậm lão hóa, duy trì nét thanh xuân, thanh lọc bộ máy tuần hoàn, giúp ăn ngon và ngủ tròn giấc, ổn định nhiều chứng bệnh kinh niên. Vì thế, thuốc bổ khoa học sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Trung tâm Khỏe Đẹp Vui,